Âm thanh Kinh Giang mến chào các bác ạ. Hôm nay em lên sóng ba con súp hàng bãi của Nhật cũng như là có những con hàng bãi của Mỹ xịt. Và ở trên đây em đang có một con bát đô 50 này, đây là dòng bát súp hơi đến từ Anh Quốc nha, dòng xịn của OK đó quý vị. Bát đô 50 và cùng với là những cái lỗ thông hơi của nó nằm ở trên đây và ở giữa cũng như ở phía dưới cũng có luôn. Đây, tổng cộng là 8 lỗ thông hơi. Còn phía bên đây là cái bát 50 này, màng là màng giấy, còn con vải lụa được tẩm một lớp dầu nên quý vị có thể thấy nó rất là bóng ở trên những cái khe của nó đây. Và ở phía dưới em sẽ soi luôn, sẽ soi ở phía đằng sau cho các bác xem nha. Đây là màu đen của nó đây, hiệu tụt bô sao đến từ Anh Quốc xịn của vị dạng OK này. Và phía bên đây là một cái màu đen TXD218, công suất maximum là 1200W cho một cây súp, còn độ nhạy rất là cao 135 dB, là có nghĩa là độ nhạy càng nhiều là nó sẽ càng đánh nhẹ men quý vị ha. Rồi ở phía dưới là nó cũng có cân nặng 57 kg cho một cây loa và đường vô bằng giắc bít công. Nó con súp này cũng còn tương đối là khá zin, khá xịn và cũng đẹp khoảng 85% hoặc là 90% độ lại. Có những chỗ nó bị xước nhưng những chỗ này em sẽ khắc phục lại sau, là xước này và những chỗ dơ. Đấy, nó dơ dơ bẩn bẩn như thế này em sẽ khắc phục lại sau quý vị ha. Tại vì độ bãi mà thứ hai nữa là cái kích thước của nó cũng to và cồng kềnh nên nó sẽ bị dễ xước hơn, rồi bị chảy xước hơn ha. Đó, một em chỉ có một cây thôi và em bán một cây này là 7 triệu đồng cho một cây, gồm hai bát 50, bát xịn, bát thật của Anh Quốc đó quý vị. Đó, mình có thể chơi ngoài trời, chơi trong nhà, phòng không gian rộng đều được ha. Đánh súp rất là hay. Và ở phía bên trong nó cũng có một cái vị phân tầng. Ở bên trong này là vị phân tầng nó rất là cực kỳ là to bản, cũng như là những linh kiện của nó rất là gấu. Các bác có quan tâm lên Zalo, số điện thoại em ghi trên bài đấy, em sẽ gửi hình phân tầng cũng như là gửi hình của loa bát qua cho các bác xem ha. Và của loa bát này là từ 170, còn côn là 75. Tuy côn 75 thôi nhưng mà nó đánh tiếng bát ra rất là ấm, trầm, sâu và nó rất là mềm, mịn màng, không có như là côn 100 của hàng Trung Quốc đâu ạ. Đây, hàng này hàng xịn của OK nên côn 75 nó đánh tiếng rất là tròn nha. Đặc biệt là nó cũng nhờ một cái phần tầng bên trong loa đấy nên nó đánh tiếng cũng tương đối là khá xịn, khá hay trong tầm tiền, với giá là 7 triệu đồng cho một cây loa này, hai bát đôi. Còn phía bên đây là một con bát súp hơi phi vây đến từ USA Mỹ xịn nữa. Con này đợt trước em cũng có một cây bán rồi, hôm nay về thêm một cây nữa này. Đấy, súp phi vây ha, súp hơi phi vây, mình có thể chơi gia đình karaoke hoặc là chơi ngoài trời được luôn. Còn về cấu hình bên trong là một loa bát 50 và 4 lỗ thông hơi ở trên hai lỗ, ở phía dưới hai lỗ. Còn tương đối là khá đẹp, đẹp khoảng 85 đến 90% quý vị ạ. Đây, phía vây đây, tem của nó đây này, rất là đẹp nha. Còn ở phía dưới đây là một cái tem FB Black Down, Black Wind Down. Nó con này là hàng của Mỹ xịn. Đây, lỗ thông hơi của nó nằm ở phía dưới và hai lỗ trên. Còn ở phía bên trong này là một con loa bát 50 từ 220 con 100, hàng của Mỹ xịn quý vị ha. Đó, bác nào quan tâm đến rụt gan của cái loa này lên Zalo em cũng sẽ gửi hình qua luôn cho, gửi hình cổ loa cũng nhận rụt gan qua cho các bác xem ạ. Rồi về phần mặt sau đây này, mặt sau của loa là phi vây SB118 Made in USA. Con này cũng có mức công suất là 1200W là maximum đấy quý vị cho một loa. Còn trở kháng là 8 ohm đây. Đường vô bằng jack bít công hoặc là jack soli, mình vô hai đường này, đường nào cũng được hết quý vị nha. Đó, 1200W là cũng khủng rồi. Ở phía sau nó có hai cái mặt xe này, mình có thể kéo cái này xuống giống như cái vali đó, mình lật xuống rồi mình kéo như cái vali đấy quý vị, rồi bánh xe nó sẽ lăn theo ha. Con này cũng còn tương đối khá đẹp này, em cũng chưa lau chùi vệ sinh gì mấy đâu, bác nào muốn em sẽ sơn xịt lại và lau chùi vệ sinh lại cho nó sạch đẹp nha. Con này em cũng bán với giá là 7 triệu đồng cho một con này, nó chỉ có một bát 50, hàng của Mỹ xịn nha. Đó, hai con này bằng nhau. Con này cũng có còn e căng luôn, em đã tháo e căng ra rồi, bác nào mua em sẽ cắn vô e căng bằng lưới sắt quý vị nha, lưới sắt nó lỗ nhúng y như vậy này. Đó, hai con này đồng giá nhau là 7 triệu đồng một con. Súp hơi phi vây bát đơn và súp đôi hàng của Anh Quốc là bát đôi, hai bát đôi quý vị nha. Rồi xem đây nữa là một con bát súp điện Yamaha hàng của Nhật xịt luôn, model là IST SW320, nút nguồn này, nút cắt tần số và nút volume, volume to nhỏ đây. Còn các tần số các bác mà muốn sâu hoặc là muốn nông thì mình cứ chỉnh theo cái ý của mình nha. Còn đây là nút nguồn. Phía dưới là một tem Yamaha cùng với lại một loa bát 25 nằm ở phía dưới đây. Em sẽ dở lên một tí cho các bác xem này. Đó, bát 25 và được trang bị bảo vệ bởi một miếng lưới rồi nên các bác có thể chơi vô tư.
để mọi nơi. Đó, mọi góc mọi nơi mà không sợ dán, không sợ chuột đâu. Có miếng lớp bảo vệ rồi, bát 25 nha. Úp đắp luôn. Còn thắt là mới, tổng thể rất là mới, rất đẹp. Còn bên hông là một cái lỗ thông hơi cực kỳ to bản luôn này, rất là to. Rồi phía sau đây quý vị này. Phía sau là đường vô bằng dốc bông sen, hoặc là mình chơi bằng cầu loa cũng được nha. Nếu mà mình chơi bông sen, mình có thể chơi được hai lỗ. Hoặc là mình chơi bằng cầu loa là mình chơi 4 dây luôn nha, 4 dây luôn. Nhiều bác em thấy chụp hình qua cho em xem, em chỉ thấy câu có 2 dây thôi là nó sẽ đánh yếu. Câu hẳn 4 dây luôn. Đó, nó sẽ đánh mạnh hơn rất là nhiều. Còn phía dưới này là tem Yamaha SW320 là model này, điện 100V. Còn công suất là 85W điện tiêu thụ, made in Malaysia, có nghĩa là hàng của Nhật. Nhà máy đặt bên Malaysia nha. Đó. Cũng là đồ Nhật xịn hết quý vị ạ. Điện 100V này, đồ Nhật xịn không mà, nó chỉ là ráp bên Malaysia thôi, nhà máy đặt ở bên đó. Rồi sau đó ráp xong họ sẽ chuyển về Nhật họ xài nhá, chứ không phải là hàng của Trung Quốc, hàng của Đài Loan hay là hàng của Malaysia đâu. Con này hàng của Nhật xịn đấy. Đây, súp 320 bát 25 này, súp điện quý vị ạ. Cái con này em bán với giá là 8 triệu đồng một con. 8 triệu đồng ha. Bát 25 mà nó nhỏ mà có vỏ quý vị ạ. Nó còn hơn giá của những cái đàn ăn lớn nữa. Đây, nhưng con này là bát 40 này, giá 7 triệu. Còn con này bát 25 mà giá 8 triệu. Cho các bác chơi gia đình. Vào khoảng 30m2. Chơi con này là vô tư rồi. Tán rất là hợp lý và tiếng rất là bạo lực. Còn phòng nào bác nào rộng hơn nữa, tầm khoảng 30m2 đi. Hoặc là mình có thể lâu mình có đánh tiệc mình chơi ngoài trời đấy, mình chơi hai con này đánh cũng tương đối là khá ổn, khá là hay trong tầm tiền. Đây, với giá là 7 triệu đồng ha. Rồi, các bác quan tâm liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc ạ. Và em xin cảm ơn, xin kính chào tạm biệt ạ.